trước khi bước vào một ngày là để nhóm Wiz. Wiz, tay chung tay mình cùng tiến lên, ngay chúng ta hơi ấm con tim này, tay bên nhau để lùi bóng đêm. Mau tiến lên Wiz, luôn tươi vui nụ cười nở trên môi, bao say mê và khát khao này sẽ thắp sáng tuyệt vời thế gian. Bao la thiên đường này ta bước bay cùng áo mây, với những phép màu lấp lánh như ngàn sao. Diệu kỳ thay, khi ta tin rằng nơi thế gian còn phép tiền, thì bạn ơi Wiz ở đây rồi, ta cùng tương lưu ở khắp nơi. Bay cao tới tận thiên đường, ta chung tay mình cùng tiến lên, nghe chúng ta hơi ấm con tim này, ta bên nhau đẩy lùi bóng đêm. Nhóm phù thủy Trish nhận ra rằng sức mạnh rồng thiên không hề nằm trong chiếc nhẫn của Stella như lời đồn. Nhóm tiên nữ Wiz cũng đã lấy lại được chiếc nhẫn sau khi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn tại Cloud Tower, nhờ vào sự giúp đỡ của giọng nói bí ẩn trong đầu Plum. Quay về Anfia, cô Faragonda trừng phạt họ quá nặng bằng cách lấy đi sức mạnh phép thuật của họ. Tập 7: Tình bạn trong hoạn nạn. Đột nhập vào trường Cloud Tower như vậy là một việc làm vô cùng thô lỗ. Các em đã tự đẩy bản thân mình vào chỗ nguy hiểm, cho nên hình phạt tước đoạt đi sức mạnh phép thuật của các em là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng với tôi, như vậy thì vẫn chưa đủ. Để các em nhớ bài học này thì cả ngày hôm nay các em phải ở trong trường và phải dọn dẹp tòa lâu đài này từ A đến Z. Dọn dẹp hết tòa lâu đài luôn? Không hết, nhưng mà cũng gần hết. Chỉ là cầu thang, hành lang, lớp vậy học. Vậy thì cũng đâu có gì ghê. Em tưởng tệ hơn vậy nữa chứ. Bởi vì từ giờ phút này phép thuật của các em không còn nữa, cho nên những thứ này là bạn đồng hành của các em. Món đồ này kỳ lạ quá, để mình tra cứu coi nó là thứ gì đó. Ê, còn một việc nữa, không được phép sử dụng thiết bị kỹ thuật. Giờ thì em thấy lo rồi đó. Phải chịu vậy thôi, ai biểu bạn chỉ toàn dựa vào cái máy đó. Đừng nói vậy, chắc nó đang buồn lắm đó. Chỉ lên mặt bạn ấy ít biểu cảm thôi. Dạ thưa cô, cô tịch thu cái máy em như vậy, em thấy buồn lắm đó cô. Mấy bạn cười cái gì vậy? Không thấy mặt mình buồn lắm hay sao? Im lặng coi. Thôi nào các bạn, ngày mai tôi sẽ tới kiểm tra. Tôi cần mọi thứ phải sạch sẽ. Giờ thì làm đi. Cách dùng cái chổi này không khó lắm đâu, để mình chỉ cho bạn nha Sách Năng. Mình không cần, mấy cái thứ cổ lỗ sĩ này không thể làm khó mình được đâu. Bạn có chắc không nhỉ? Chắc chắn luôn. Mình hỏi lại lần nữa, bạn có chắc là bạn không cần giúp không? Mình có thể làm được việc này mà, bạn đừng lo. Thấy chưa? À, mình thấy rồi. Hình như mình đã làm sai công đoạn gì rồi á. Bây giờ bạn đã cần mình giúp rồi phải không? Làm như vậy không biết chừng nào mới xong. Phải, nếu có ai đó phụ giúp một tay chắc chúng ta sẽ xong sớm. Tụi mình chia việc lau sàn cho bạn rồi mà. Không, hai bạn làm đã đủ rồi. Bây giờ mình bận giữa móng tay rồi. Bạn đâu cần phải dùng tay, dùng dẻ lau nè. Không, phòng tay mình hết làm sao? Mang găng tay vô. Đeo găng tay làm hư da mình hết. Được rồi, hai bạn khiến mình không còn lựa chọn nào khác. Bạn không nên làm công việc của Stella. Nếu Lâm cảm thấy làm được thì Lâm cứ làm đi. Bạn vừa nói gì vậy Stella? Làm hay lắm Lâm. Vậy hả? Mình cũng có phần cho bạn đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Bộ mới có bảo tràng qua đây hả? Một trận chiến khốc liệt vừa kết thúc và chỉ có mình lại giành được chiến thắng. Nói xạo. Mình mới thắng nè. Mấy bạn này thiệt là. Làm vậy biết chừng nào mới xong đây? Chừng nào mới xong hả? Không bao giờ xong.
Tôi tới đây để báo cho các em biết tối nay tại Magic Victorium sẽ có một buổi hòa nhạc dành cho tất cả các tiên nữ tham dự. Đã thiệt, em khoái xem hòa nhạc. Tuy nhiên, năm người các em phải bỏ lỡ rồi vì các em vẫn chưa dọn dẹp xong. Lo làm đi nha. Họ đi hết rồi. Sao mà buồn quá chừng, trường không còn ai hết. Nè, để mình nhờ mấy anh chàng để giúp tiền sao á. Ý của bạn hay thiệt á. Và nếu bị bắt thì tất cả chúng ta sẽ bị phạt ghê hơn. Mình thấy ý đó hay mà. Chứ gì nữa, họ có thể giúp mình dọn dẹp. Chứ làm mà. Vậy là gạt người ta đúng chứ. Cô Griselda nói không phép thuật và không công nghệ, chứ đâu có nói là không được nhờ giúp đỡ. Chính xác. Khi tất cả đều đã sạch bông, chúng ta sẽ có một bữa tiệc vui vẻ. Đúng là một ý kiến tuyệt vời. Mình nôn quá à. Tác phong của các anh hùng thiệt là nhanh chóng, thiệt là ngưỡng mộ. Thì các cô biết mà, các anh hùng luôn sẵn sàng trực chiến, đặc biệt là trong những trường hợp khẩn cấp. Không thể để yên cho chúng được. Giám quyền sẽ phải trả giá vì dám cả gan đột nhập vào Cloud Tower. Chúng ta sẽ phá trường Anfia, coi như là dạy cho chúng một bài học. Phải như vậy lũ tiên đó mới học được cách phải tránh xa bọn ta ra. Sao các bạn lại ghét họ dữ vậy? Những tiên nữ đó đâu phải là người xấu lắm đâu. Kẻ nào ở dưới dám lên tiếng bao che cho bọn tiên nữ đó vậy? Ý của mình muốn nói là mình nghĩ là chúng ta nên cố gắng sống hòa thuận với nhau đi. Tất nhiên rồi. Các bạn có nghe thấy gì không? Mà ta muốn kết bạn với lũ tiên nữ kìa. Ôi tốt bụng quá. Bạn muốn có chút bụi tiên nữ cho bản thân mình sao? Sao bạn không biết cách giữ mồm giữ miệng đi chứ? Thôi đi, vậy là đủ rồi. Một đống lộn xộn gì đây? Các em còn nghĩ gì khác ngoài tự làm trò hề hay sao? Tất cả lo ăn cho xong buổi tối rồi về phòng đi. Tối nay tuyệt đối không ai được phép giải trí hết. Hãy hành động tối nay. Các giáo viên và tiên nữ đều đã đi tham dự buổi hòa nhạc rồi. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Xà bông, xả nước và lau khô. Và sau đó thì tiếp tục. Tôi ngày nói tới đây để dự tiệc mà. Nó sẽ được bắt đầu ngay khi dọn dẹp xong thôi. Chụp nè. Chụp nè. Nếu mở nhạc tụi mình sẽ có hứng làm việc hơn á. Và tất cả cùng nhau làm thôi. Xả bông, xả nước, lau khô. Xả bông, xả nước, lau khô. Xả bông, xả nước, lau khô. Chổi đã sẵn sàng, và nhà nhanh lên. Giảm. Xà bông, xà nước. Lau khô. Mình phát hiện ra hoàng tử Sky là người rất hoàn hảo cho công việc nhà. Còn chuyện của bạn với Brandon sao đây nè? Không có gì, không có gì đặc biệt. Xảo quá đi, khi gần anh ấy bạn như biến thành người khác vậy. Đây là lúc thích hợp để thân thiết hơn đó, tranh thủ đi.
Ủa, đáng lẽ ra giờ này học viện không còn ai mới phải chứ. Nhóm, nhóm Wings. Bạn không muốn nhảy sao Stagna? Không, mình không muốn. Nó khiến mình cảm thấy không được thoải mái lắm. Chính xác hơn là cả hai ta. Mình không thích nhảy lắm. Mình thấy kỳ Kimmy cục. Bạn ngồi đó mà không chịu ra nhảy mới là kỳ cục đó. Bạn ấy không tệ đúng không? Ít ra tốt hơn vài người ở đây. Xém chút là bị lộ. Đây là những gì ta cần. Có quá nhiều người. Quay lại Cloud Tower thôi. Không được về lúc này. Ta có một cảm giác kỳ lạ. Dùng phép thuật chân không đi. Phép thuật chân không? Tại sao? Nó dùng để giúp chúng ta tìm kiếm và cất giữ năng lượng bí ẩn mạnh nhất mà. Chỉ cảm thấy năng lượng chúng ta tìm kiếm đang ở đâu đó tại trường Anthea này và được giấu trong thứ gì đó. Tất nhiên, nếu không nằm trong nhẫn của Stella thì thuộc về một trong mấy tiên nữ kia. Thật ra, gia đình hoàng gia dựa vào thứ tự các tiên nữ. Ý tưởng của chị hay đó. Ý tưởng của chị luôn tốt mà. Sẽ hút năng lượng của chúng ta. Nhưng nhóm Quinn thì... Nhóm Quinn không còn là vấn đề. Dù sao thì chị cũng đã nghĩ ra kế để lo liệu việc này rồi. Đúng là nơi này. Được rồi, các em đã sẵn sàng chưa? Elevat onum inadvat acasorenum iniara sepat afia devastas aliminet afiancho. Các em, giới thiệu cho các em quái vật đầu bò. Tiếc quá à, bữa tiệc không thể kéo dài hơn được. Không có gì là mãi mãi, tôi còn hy vọng được tiếp tục đến sáng mai luôn đó. Hay là mình bày ra lại rồi dọn dẹp lại từ đầu đi. Chắc anh đói lắm rồi hả? Tụi mình ăn cái gì không? Không cần, nhưng tôi cũng khát rồi. Đại hoàng tử, anh căng thẳng sao? Tôi không sao, nhưng ngôi trường đang rung chuyển thì phải. Động đất hả? Nó đến từ bên trong á. Không phải, từ bên ngoài. Chắc là có bạn nào đó mở tivi quá lớn mà quên tắt thôi. Ngưng rồi đó, thấy không? Có thể là không phải. Là thứ gì đã gây ra những thiệt hại đáng sợ như vậy chứ? Một quái vật cực kỳ to lớn. Ồ, đoán như vậy thì tôi cũng đoán được. Nó cao 2,5 mét, nặng gần 1 tấn. Nó có nhiều lông, có 2 sừng, mùi động vật hoang dã và chắc chắn là có nhiều chân. Sao anh có đoán được như tôi không? Hay lắm thế nha. Được rồi, là cái gì vậy? Chúng ta còn đợi gì nữa? Mau đi thôi. Chờ tụi em chứ, tụi em cũng đi nữa. Đi thôi. Ở yên đó đi tiên nữ. Đây không phải việc của các cô gái. Ai nói vậy hả? Chân không chỉ theo lối này. Nó dừng lại rồi. Cạp. Ai kêu cạp vậy? Mẹ ơi, nhiều lắm. Nó cũng theo mình tới đây sao? Được rồi, đi thôi. Sao bạn không cho chút ánh sáng đi Timmy? Có ngay đây. Nó ở trên kia kìa. Không có gì, chắc nó chạy rồi. Có lẽ nó chỉ là thú trong rừng chạy vô. Hoặc là vật thí nghiệm trốn chạy từ phòng thầy Whisky. Hay là trong lâu đài có chuột mà chuột nó có bự dữ vậy. Thử đường này coi sao. Chờ chút đã. Trước đây làm gì có bức tường nào ở góc này chứ.
thật gớm ghiếc. Người sẽ phải hối hận đó. Sao là chúng ta không có phép thuật? Giảng chút thôi, đừng để ý. Đường này. Mau lên. Nhìn ngươi đi, càng cố sức như vậy càng hôi quá trời luôn à. Xịt cho ngươi chút dầu thơm. Hôi quá đi. Hay quá Stella, bạn làm nó nổi điên lên kìa. Ngươi thô lỗ quá đó, đồ quái vật. Các cô gái hãy lùi ra sau nghỉ ngơi đi. Bọn này sẽ cho nó một trận. Giờ mới là bữa tiệc của tụi mình đây. Tụi mình cùng nhau tấn công nó thôi. Bạn nên lo cho hoàng tử của mình trước đi. Đồ gốc, tấn công nó đi các bạn. Các anh hùng hãy tấn công. Đó là của mình. Thú vị thật. Anh chàng này có một sức tấn công rất mãnh liệt, có cùng mức năng lượng với hoàng tử bóng tối. Mọi người nghĩ sao? Em nghĩ hắn chỉ là một tên ngốc tầm thường đã phí phạm thời gian của mình. Chỉ thấy tên ngốc này có thể có ích. Nhưng chưa phải bây giờ, chúng ta sẽ nghĩ đến việc này sao? Tụi mình phải làm gì đó, con quái vật sẽ giết họ mất. Chúng ta không có gì để chiến đấu hết. Thôi mình có gì đi nè. Nè, mình có một ý này. Mình xem hạ được nó rồi. Mình chỉ muốn biết con quái vật to lớn như vậy từ đâu tới thôi. Đó là Bebe, dịch của IC. Chắc chắn nó không thể nào tự mình tới đây được. Mẹ ơi, yêu lắm cơ. Con quái vật này là món quà đặc biệt mà Trích tặng cho chúng ta đi mà. Tụi mình tới văn phòng của Faragonda đi. Mình biết với quả cầu pha lê, cô ấy có thể quan sát được mọi thứ xảy ra trong trường. Làm vậy không được đâu. Chúng ta không thể tự tiện vào phòng của cổ khi không có cổ ở đó. Đúng đó, như vậy là vi phạm nội quy. Phải, nhưng chúng ta làm việc này là vì trường Afia. Phải giải quyết những bí ẩn này. Tới nơi rồi, đây là khoảnh khắc biết được sự thật. Có ai đó ở đây. Chết rồi, bị phát hiện rồi. Chúng ta làm gì đây? Phải trốn thôi. Lạ thật đó. Rõ ràng chân không chỉ ra rằng sức mạnh rồng thiên đang ẩn giấu phía trong căn phòng này mà. Nhưng ta không thấy gì hết. Chắc có lẽ chúng ta phải tìm kiếm thật kỹ từng góc ngách cho đến khi tìm ra thứ chúng ta muốn mới thôi. Bọn ta không cho phép. Các ngươi làm gì ở đây hả? Này là bọn ta hỏi các ngươi mới đúng. Đó cũng là điều mà cô muốn hỏi tất cả các em. Các em đang làm gì trong phòng của cô vậy hả? Chắc là cô không tin tụi em, nhưng em có thể giải thích. Cảm ơn anh vì mọi việc nha. Đúng là một buổi tối tôi không thể nào quên được. Nói nghe nè.
Quả là một bữa tiệc thật đáng nhớ. Đúng là đáng nhớ. Lần tới nếu các cô có tổ chức tiệc thì hãy nhớ mời tôi nữa nha. À, cô hiệu phó à, cô nhớ nhắc tôi viết thư cảm ơn hiệu trưởng trường Red Fountain vì sự giúp đỡ của học sinh ngày ấy nha. Còn ba phù thủy tập sự đáng mến này, tôi sẽ gửi các em ấy tới cô hiệu trưởng Griffin. Hành vi của các em ấy hoàn toàn không thể nào tha thứ được. Sáng ngày mai, cô ấy sẽ nhận được thư khiếu nại chính thức của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy ai hành động thiếu tôn trọng và thiếu trách nhiệm như vậy hết. Cô ấy sẽ có hình phạt xứng đáng cho các em. Tạm biệt. Và bây giờ, tới lượt các em. Giờ, cô có thể đánh giá được toàn bộ tình hình. Và vì vậy, cô sẽ không phạt các em nữa. Hay quá. Trong trường hợp này, các em phải biết xử lý tình huống bằng cách sử dụng sự khôn ngoan của mình mà không cần phải dùng đến sức mạnh của phép thuật. Vậy nên, cô quyết định trả lại phép thuật cho các em. Cô nghĩ phạt vậy là đủ rồi. Em thân mến, các em vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước với đầy khó khăn và những thử thách. Một ngày nào đó, các em sẽ thành tiên nữ thực sự. Ngày mai, hoa hồng sẽ lại nở. Biết đâu, một ngày nào đó các em cũng sẽ như vậy. Trong tập tiếp theo, có rất nhiều hoạt động thú vị trong ngày hội trên đường phố Magis. Nhưng trong khi mọi người tranh thủ về thăm nhà thì Musa chỉ muốn ở lại Anfia với những hồi ức. Bloom và Stella đi xem cuộc đua xe cùng với các anh chàng đến từ Red Fountain. Còn nhóm Trish vẫn đang ngấm ngầm đợi chờ một cơ hội để trả thù. Wings với những nàng tiên xinh đẹp, trái tim đập chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.